Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Độc Đảng, một cỗ máy tạo củi hoàn hảo. Các vị lãnh đạo đã hô hào chiến dịch đốt lò nghe rất hoành tráng, rất quyết liệt nhưng thực chất sẽ không bao giờ đi đến đâu, sẽ mãi không hết củi, bởi lẽ chính bộ máy này là một cỗ máy làm ra củi hoàn hảo nhất. Nhà văn Đoàn Bảo Châu đã nêu nhận định về tình trạng tham nhũng của Việt Nam trong bài viết trên trang Facebook cá nhân với tựa đề Một cỗ máy tạo củi hoàn hảo, được ông chia sẻ như sau. Củi cứ được sản xuất ra đều đều, lò cứ đốt, củi cháy đùng đùng cùng với tiền ngân sách, cùng với máu, nước mắt và lòng tin của dân đen vào bộ máy cầm quyền, lòng tin vào một ngày mai tươi sáng. Người dân, cán bộ trong hệ thống, tóm lại, tất cả người Việt Nam đều không ngạc nhiên khi việc đội giá test COVID-19 lên nhiều lần bởi trò ấy đã diễn ra quá lâu, quá tràn lan ở xã hội này. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm toàn quốc, căn cứ trên chỉ đạo của ông Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong giai đoạn này, bộ kit test dởm đã được phân phối đi khắp nơi trên cả nước. Và điều đó có lẽ đã dẫn đến cái chết của rất nhiều người dân khi test không bị COVID mà trở thành bị COVID và ngược lại. Anh biết, tôi biết, thằng kia biết, nhưng tất cả đều giả vờ như không biết, đều chấp nhận coi như một phương thức kiếm sống, một cách vận hành của xã hội, một chuyện thường ngày ở huyện. Việc khui ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nhưng sở dĩ nó chấn động bởi đúng lúc đồng bào đói kém nhất, rách dưới nhất. Khi tinh thần lá lành đùm lá rách cần tới nhất thì cũng là lúc họ bị những người trong hệ thống chính trị của Đảng bóc lột tàn bạo nhất. Đấy là nỗi cay đắng, nỗi nhục, một sự bẩn thỉu đáng ghê tởm. Tôi tự hỏi những vị lãnh đạo của đất nước này có chia sẻ những cảm nhận ấy với tôi hay không? Nếu có thì các vị sẽ làm gì để thay đổi thực trạng thối nát ấy? Và tại sao tôi nói bộ máy này luôn tạo ra củi? Bởi không có sự nghiêm minh của pháp luật. Pháp luật ở đất nước này chỉ là một công cụ để phục vụ lợi ích chính quyền. Nếu pháp luật nghiêm minh thì các luật sư đã có được vai trò đích thực trong những phiên tòa. Cái mà công luận nhìn thấy đó chỉ là những phiên tòa bỏ túi. Luật sư cứ ra sức tranh biện để bảo vệ thân chủ. Nhưng luật sư nói, luật sư nghe, án đã định, phiên tòa chỉ là những vở kịch gọi là có cho đủ lệ bộ. Điều này các vị tưởng là hay nhưng đang kéo lùi sự tiến bộ của đất nước. Một hệ thống tham nhũng tràn lan, cán bộ thì bé bét, về đạo đức, ô trọc về nhân cách thì đương nhiên sẽ có những tiếng nói phản biện của những người yêu nước để phê phán, để vạch ra những cái sai, góp phần hoàn thiện bộ máy. Trong một xã hội văn minh, với một bộ máy cầm quyền cầu thị, thực tâm muốn đưa đất nước đi lên, thì những tiếng nói ấy sẽ được lắng nghe, đằng này thì lại tống họ vào tù. Xin nhớ là tất cả những người bị bắt chỉ đấu tranh ôn hòa, nói lên chính kiến trung thực của họ mà thôi. Đây là hình ảnh nhà cầm quyền Việt Nam mới đây đã bỏ tù hàng loạt nhà hoạt động xã hội với các cáo buộc phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước. Những tiếng nói ấy chẳng gây bất kỳ một sự tổn hại nào cho đất nước, cho người dân và thậm chí còn đưa ảnh hưởng, chẳng ảnh hưởng gì tới bộ máy cầm quyền. Đừng chụp mũ họ đã xâm hại lợi ích của nhà nước. Không ai đánh mất uy tín của thể chế này bằng những cán bộ trong bộ máy, bằng những đảng viên trong đảng. Sự việc động trời về bộ test kit 19 là một minh chứng rõ ràng cho điều ấy. Pháp luật không nghiêm minh, cán bộ không thực tâm khát khao đưa đất nước đi lên, cán bộ mua bằng cấp, học thì giả nhưng nói láo thì thật, năng lực kém nhưng thủ đoạn chạy trọt để có được ghế trong bộ máy thì lại giỏi. Tất cả những việc ấy tạo nên bao đại án, thất thoát bao nghìn tỷ của ngân sách, khiến bao người dân mất đất, mất nhà, thành dân oan như vụ Thiểu Thiềm. Hãy bỏ cái trò rẻ tiền khi chụp mũ những người nói lên tiếng nói phản biện là phản động với thế lực thủ địch đi. Không có cá nhân hay tổ chức nào ngoài bộ máy cầm quyền tự hạ đi uy tín của chính các vị. Qua những sự việc tương tự như những việc gần hết các tỉnh thành đều có tình trạng đội giá bộ thử COVID-19. Đến cả báo chí và truyền thông của nhà nước còn dối trá, đến trang tin của Bộ Khoa học và Công nghệ còn tiếp tay đưa tin giả,
thì sự thối nát đã đến cực điểm. Nếu quả thật các vị không nhìn ra thì đây là một thảm họa vô cùng đen tối cho dân tộc. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, nay là Chủ tịch thành phố Hà Nội, chính là người đã chỉ định công ty Việt Á và Học viện Quân y nghiên cứu chế tạo test kit giả. Nhà báo viết sách phổ biến chính trị bình dân, nâng cao dân trí cho dân, nông dân, mất đất đấu tranh đòi lại quyền lợi, gửi hiến pháp cho những người khác để họ hiểu về luật pháp, người xuống đường biểu tình bảo vệ môi trường, đấu tranh chống bốt bẩn, blogger lên tiếng giúp những người nông dân bị mất đất, vân vân. Họ bị bắt khi nói lên thực trạng của đất nước. Với tôi, họ là những người can đảm và yêu nước thực sự. Những cái cây chỉ có thể lớn mạnh khi ánh nắng mặt trời có dinh dưỡng từ đất. Các cán bộ trong hệ thống được gia nhập một tập thể mua bán quyền chức, mua bán bằng cấp với lý tưởng là ăn đớp thì làm sao biến thành cây đại thụ cho được. Chúng như những cái cây vặn vẹo, ốm yếu thì thành củi là đương nhiên. Như vậy thì cái lò của quý vị cứ thoải mái đốt, không bao giờ hết củi. Cứ hô hào đốt, lò cứ cháy đùng đùng, cuộc sống dân đen cứ mãi đói rách, đất nước sẽ mãi tụt hậu. Thử hỏi đã bao giờ đất nước thê thảm với tình trạng tham nhũng như bây giờ hay chưa? Đây là vấn đề vĩ mô, rất cần những bộ óc, con tim chăn trở với đất nước, đau đáu về dân tộc, chứ những tư duy của những người tính như bao giờ hoàn chỉnh được lý luận về chủ nghĩa xã hội sẽ không giúp gì được đâu. Nhà văn Đoàn Bảo Châu đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Và hỏng vô phương cứu chữa cũng chính là nhận định của nhà báo Nguyễn Thông đăng tải trên Facebook cá nhân của ông về vụ scandal Việt Á. Đây là hình ảnh các trang của Đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dởm. Tuyên giáo nói bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Đài truyền hình Việt Nam VTV thì nói rằng nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Báo Thanh Niên nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm, vân vân. Tất cả đều là thông tin dối trá và tiếp tay cho Việt Á để tiếp tục bán hàng dởm, làm chết người dân. Phải nói thẳng, chỉ có thời loạn, suy đồi thì mới đẻ ra những chuyện như thế. Như tòa án xử vụ gian dối, bán bằng thật cho người học giả, người mua bằng của trường đại học Đông Đô. Tòa trắng trợn phán quyết không thể xử lý hình sự người mua bằng. Và những người này thì báo chí đã nói có thông tin rất rõ, phần lớn là cán bộ nhà nước. Trong hơn 400 người mua bằng, công an cũng giáo hoành nói rằng có 221 người có tên trong danh sách nhưng hiện không biết là ai, làm gì, ở đâu, không điều tra được. Tòa án và công an thực thi pháp luật kiểu vô thiên vô pháp như thế, đi một nhẽ, nhưng những kẻ cao hơn, cầm đầu, lãnh đạo toàn diện cũng mặc nhiên chấp nhận sự trả đạp pháp luật. Thì đúng là cả hệ thống cai trị dột từ nóc, mục ruỗng, công khai thách thức dân chúng. Lời bàn rằng, tòa mà như vậy thì dẹp tòa đi. Và Bộ Khoa học và Công nghệ chắc sau này thời gian ủ mưu tính toán dữ lắm, không còn cách nào khác, không thể im lặng mãi, không còn chỗ trốn, nên tối hôm 27 tháng 12 đã phải trường mặt ra và làm trò, đổ lỗi cho người khác. Bộ cũng lên tiếng đính chính về vụ năm 2020, Bộ từng chính thức công bố thông tin kit xét nghiệm của Việt Á đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận. Nhưng cái kim để lâu trong bọc cũng phải lòi ra, chẳng có trò gian lận nào giấu kín được. Cuối cùng, kit xét nghiệm này đã không hề được chấp nhận. Đây là hình ảnh báo Pháp Luật đăng vấn đề làm sao có thể thu hồi huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á do chính tay ông Chủ tịch nước, khi đó là Nguyễn Phú Trọng, quyết định bàn tặng. Chính những huân chương này đã tiếp tay cho Việt Á phân phối tới 10 triệu bộ kit xét nghiệm ra 62 tỉnh thành, đây là hàng dởm, và đem đến các chết của cho rất nhiều người dân Việt Nam. Rồi vỡ bùng vỡ toang vụ Việt Á, dân chúng phẫn nộ, dư luận dè biểu, chê cười, và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng phản ứng, nói đó là thông tin bịa, chứ Tổ chức Y tế Thế giới chưa từng thừa nhận thứ đồ dởm ấy. Cùng đường, nay Bộ Khoa học và Công nghệ lý giải Bộ đã thông tin sai, công bố sai do người của Bộ đọc báo, tổng hợp tin tức từ báo chí, quá tin vào báo chí nên mới xảy ra cơ sự nhận vơ thành tích về mình như thế. Mới sinh ra chuyện con rắn vuông, giờ khóc
dở cười. Đúng là chuyện ngược đời, hiếm có thời dưới gầm trời này. Xưa này báo chí chỉ đưa tin lấy từ cơ quan nhà nước, còn bây giờ thì cơ quan công quyền chỉ ngồi một chỗ hóng hớt, đại lãn trở sung há mồm trực ăn sẵn, không cần biết thực phẩm là thứ gì, sạch hay bẩn, đúng hay sai, thậm chí cố ý bịa đặt để lấy thành tích, để tự sướng, để lừa đảo. Có một bộ với đầy đủ nhân sự đông như quân nguyên, cầm đầu là ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ tình những giáo sư tiến sĩ, chuyên gia nhiều như lợn con. Ủy này, ủy nọ, ngó nghiêng và giả soát còn kiến không lọt, ban bệ, cục vụ, dày đặc, tổ chức hoành tráng, vân vân. Mà dại khờ tin người, ăn không nói có, lừa đảo, ngoan cố, thì không hiểu chúng nó ngồi đấy để làm gì. Lời bàn, một chính phủ hỏng vô phương cứu chữa. Hôm trước, một đại hội luật sư xứ này, ông Chủ tịch nước yêu cầu các luật sư phải trung thành với Đảng, phải có lập trường cách mạng, chống lại các thế lực thù địch, vân vân. Cũng lời bàn tiếp, thưa ông Chủ tịch, luật sư mà theo định hướng như ông thì nên dẹp đi, bởi luật sư ấy chỉ phục vụ cho các ông thôi, dân không thể cậy nhờ gì. Mà lâu nay luật sư xứ này làm cảnh là chính, họ có được tôn trọng, hành nghề đúng nghĩa bao giờ đâu. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin hai mẹ con nhà tranh đấu đất đai đào đào cộng sản tại phiên tòa phúc thẩm. Nhà tranh đấu vì quyền đất đai Cấn Thị Thêu và con trai bà Trịnh Bá Tư đã bị tuyên án mỗi người 8 năm tù tại phiên tòa phúc thẩm mà họ đã phản đối khi hô to rằng đào đào Đảng Cộng sản, trong khi các luật sư bảo chữa cho họ không được tranh luận. Hai mẹ con bà Thêu đều là những người đang tranh đấu cho quyền đất đai của làng Dương Nội, bị tuyên án mỗi người 8 năm tù và 3 năm quản chế tại một phiên tòa xét xử sơ thẩm vào tháng 5 năm nay. Họ bị bắt giữ từ tháng 6 năm ngoái sau khi mạnh mẽ lên tiếng phản đối vụ bố giáp gây chết chóc của chính quyền Hà Nội tại làng Đồng Tâm liên quan đến tranh chấp đất đai vào hồi tháng 1 năm 2019. Phiên tòa phúc thẩm hôm 24 tháng 12 đã tuyên y án đối với mẹ và con bà. Đây là hình ảnh bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư tại phiên tòa phúc thẩm ở Hòa Bình vào hôm 24 tháng 12. Theo luật sư Mạnh, trong quá trình điều tra và trong cả hai phiên tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, bà Thêu và ông Tư vẫn rất bác bỏ nhất quán quan điểm truy tố cho rằng mình có tội. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Thêu và ông Tư đã có phần tự bảo chữa mạnh mẽ, nêu tranh luận một loạt các vấn đề một cách trực diện, thẳng thắn với những từ ngữ ít được nghe từ trong nước. Luật sư Mạnh cho biết và cũng nói rằng các luật sư đã kiến nghị với tổ chức đảng và cơ quan lập pháp xem xét sự tồn tại của điều 117 Bộ luật hình sự cũng như điều chỉnh lại chính sách giải tỏa nhà đất vốn là nguyên nhân của mọi nguyên nhân phát sinh nên vụ án. Tại phiên tòa, các luật sư đã phản đối vì bị cắt bỏ phần đối đáp của họ và bị cáo. Theo luật sư Mạnh, các luật sư sẽ khiếu nại cách điều hành phiên tòa của ông chủ tọa mà họ cho là vi phạm luật tố tụng hình sự. Trước đó, trong tháng này, một người con trai khác của bà Thêu, ông Phạm Trịnh Bá Phương cũng bị kết án 10 năm tù cùng 5 năm quản chế trong một phiên tòa riêng biệt cùng một nhà tranh đấu đất đai khác là bà Tâm, cùng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế trong những ngày qua cũng lên án việc chính quyền Việt Nam kết án các nhà hoạt động dân chủ và quyền đất đai trong tháng này, gồm cả nhà báo Phạm Đoan Trang và nhà hoạt động Đỗ Nam Trung. Đây là hình ảnh 4 nhà hoạt động vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xử tù, bao gồm từ trái qua Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương và Đỗ Nam Trung. Nói với tổ chức nhân quyền quốc tế về các bản án vừa qua, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức nhân quyền quốc tế, ông Philip Robertson cho rằng chính phủ Việt Nam đang bảo người dân phải ngồi xuống và im lặng, rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ thách thức nào đối với sự cai trị của họ. Họ sẽ không chấp nhận những yêu cầu cho một sự quản trị tốt hơn hay chấm dứt tham nhũng hoặc chấm dứt vi phạm nhân quyền. Gia đình bà Cấn Thị Thêu rằng thì nói rằng chịu tù tội nhưng không nản chí đấu tranh. Gia đình nhà tôi cho đến bây giờ đã là 6 án tù, tôi không có một tí nào là nản lòng cả. Ông Trịnh Bá Khiêm, chồng của bà Cấn Thị Thêu, cha của hai người con cùng đấu tranh cho quyền đất đai Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư, khẳng định như vậy với đài tiếng nói AFA tại Mỹ trước phiên tòa sơ thẩm ông Phương sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tại Tòa án Nhân dân Hà Nội.
Một gia đình chịu 6 án tù, ông Trịnh Bá Khiêm cùng vợ là Cấn Thị Thêu và hai con trai là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư là gia đình làm nông ở xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Do cương quyết khiếu kiện giữ đất cho mình cũng như lên tiếng bênh vực cho những người nông dân mất đất khác, mà trong suốt hơn 10 năm qua các thành viên trong gia đình lần lượt bị bắt giam, khởi tố và bỏ tù. Số án tù nếu tính luôn cả bản án mà Trịnh Bá Phương sẽ chịu trong phiên tòa vào ngày 15 tháng 12 thì 4 thành viên trong gia đình phải nhận cả thảy 6 bản án. Riêng bà Cấn Thị Thêu bị bắt đến 3 lần theo nhiều cáo buộc khác nhau. Đây là hình ảnh 4 thành viên trong gia đình bà Cấn Thị Thêu bị nhà cầm quyền Cộng sản xử tù, bao gồm từ trái qua Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Khiêm, tức là ông bố. Bà Phương, một dân oan Dương Nội, nói với đài RFA rằng bà Cấn Thị Thêu đã đồng hành với người dân Dương Nội xấp xỉ 13 năm nay. Bà nói, trong cái cuộc đấu tranh này, mẹ con bác ấy là người đứng đầu trong đơn của dân. Dân cũng giữ đất, nhưng bác ấy là người tổng hợp đơn cho toàn dân, cho nên nó nhắm vào người đứng đầu của dân, nên nó bắt ba mẹ con bác ấy. Bác Thêu là người rất có tâm với người dân, bác ấy đấu tranh chỉ là để đòi đất thôi. Hai lần trước bác ấy đấu tranh một mình bác ấy thôi. Khi bác ấy bị bắt thì con bác ấy phải đồng hành cùng dân. Đến bây giờ nó bắt là nó bắt cả ba mẹ con, vì cả ba mẹ con nói cũng đồng hành vì quyền đất đai của người dân thì nó bắt. Câu chuyện đấu tranh giữ đất của gia đình ông Khiêm bà Thêu bắt đầu từ cuối năm 2007 khi chính quyền ra lệnh thu hồi đất, nhưng người dân Dương Nội cho rằng số tiền đền bù không thỏa đáng. Bà Cấn Thị Thêu từ đó trở thành thủ lĩnh của hơn 400 hộ dân Dương Nội không chịu nhận tiền đền bù. Bà lập hồ sơ dẫn đầu các cuộc tuần hành khiếu kiện để yêu cầu chính quyền phải giải quyết sớm và thỏa đáng cho người dân được ổn định cuộc sống. Nhưng yêu cầu đó không được đáp ứng. Ông Khiêm và bà Thêu đều bị bắt lần đầu trong đợt chống cưỡng chế thu hồi đất vào năm 2014. Sau đó ông bị kết án 18 tháng tù giam và bà Thêu 15 tháng tù giam. Tháng 6 năm 2016, bà Cấn Thị Thêu bị bắt lần thứ hai với mức án 20 tháng tù giam với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, vì đã cùng với hàng chục người dân làng Dương Nội khác liên tục tuần hành đến các cơ quan công quyền khiếu nại quyết định thu hồi đất. Đây là hình ảnh bà Cấn Thị Thêu tại tòa phúc thẩm ở Hà Nội vào hôm 30 tháng 11 năm 2016. Không chỉ kiên quyết giữ đất của mình, cả gia đình bà Thêu đã mạnh mẽ lên tiếng về vụ án Đồng Tâm, phản đối chính quyền đã huy động lực lượng hàng ngàn quân tấn công vào làng Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, giết chết cụ Lê Đình Kình và bắt bỏ tù hàng chục người khác. Cuộc sống đã đảo lộn. Chị Đỗ Thị Thu, vợ Trịnh Bá Phương đã nói với đài tiếng nói RFA rằng từ ngày ba người trong nhà bị bắt, cuộc sống gia đình đã bị đảo lộn vì cả ba người đều lao động chính của gia đình nên hiện giờ gia đình khó khăn hơn rất nhiều. Chị nói, từ khi ba người trong gia đình bị bắt thì cuộc sống gia đình của tôi bị đảo lộn rất nhiều và rất nhiều khó khăn đã xảy ra đối với gia đình của tôi. Cả ba người đều là những lao động chính trong gia đình. Từ khi ba người trong gia đình bị bắt đi thì gia đình cũng khó khăn một phần về kinh tế. Về việc thăm nuôi thì bố tôi, tức là ông Trịnh Bá Khiêm, ở bên trên Hòa Bình phải đi thăm, cả đi cả về 200 cây số đến trại tạm giam tỉnh Hòa Bình để gửi đồ cho mẹ của tôi là bà Tư. Mỗi tháng bố tôi phải đi 3 lần, nghĩa là mỗi tháng phải đi 600 cây số, mỗi lần họ cho gửi ít đồ thôi. Chị Thu cho biết khi chị vừa sinh con được đúng 4 ngày thì chồng bị bắt, chưa kịp hồi phục sau sinh thì chị đã phải gánh vác đủ chuyện, vừa chăm bé sơ sinh, vừa buôn bán mưu sinh để thăm nuôi chồng đang bị bắt giữ điều tra. Chị nói lúc đấy thì tôi và chồng đang ở nhà riêng ở Hà Đông, Hà Nội. Mới có 5 giờ 30 phút sáng thì họ đến gọi cửa và 6 giờ 30 thì họ đưa chồng tôi đi. Thằng cu bây giờ đã được hơn 11 tháng rồi mà vẫn chưa được nghe tiếng bố nó hay được gặp bố nó bao giờ. Đây là hình ảnh người dân Dương Nội ở bên ngoài phiên tòa xử bà Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư hôm 24 tháng 12. Chưa từng hối tiếc. Dù hoàn cảnh có khó khăn hơn lúc trước, dù chính quyền vẫn nhắm vào gia đình ông Khiêm bà Thêu nhằm đàn áp tiếng nói phản kháng, nhưng ông Khiêm và chị Thu luôn khẳng định cả gia đình chưa bao giờ hối tiếc về những việc đã làm hay nản lòng cho dù bị đàn áp khốc liệt. Ông Khiêm nói, tôi không có một tí nào nản lòng trong cuộc đấu tranh này. Đối với bọn Cộng sản này, nó quá tàn ác. Đàn áp người dân, nó cướp bóc quá tàn tệ, rồi nó bắt giam tù tội. Chúng nó càng bắt giam, càng tù tội, càng hành xử tàn ác
thì tôi càng kiên quyết lên, tôi không bao giờ có tư tưởng là nản chí cả. Còn chị Thu thì nói với Đài Tiếng Nói FA rằng, nhà cầm quyền Cộng sản đã buộc tội chồng tôi theo khoản 2 điều 117 với mức án lên đến 20 năm tù. Đây là một mức án rất cao. Tôi cho rằng đây là những người có tội kết án, những người vô tội, và tôi khẳng định chồng tôi không có tội. Chồng tôi chỉ nói lên sự thật khách quan nhưng cháy đảng, cho nên họ đã bắt bỏ tù chồng tôi. Gia đình tôi chỉ làm những việc đúng với lương tâm, thế nên tôi cho rằng cả ba người trong gia đình tôi đều làm đúng. Tôi rất tự hào về mọi người và tôi nghĩ rằng dù có bắt giam cả ba người trong gia đình thì tôi vẫn rất tự hào về mọi người và tôi sẽ nối tiếp công việc của mọi người.